Xin chào tất cả các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 1 tập 2. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài 124 ôn tập các số đến 10. Bài số 1, 2 ta cộng cho 4 là bằng 6. 2 ta cộng 3 là bằng 5. 2 ta cộng với 5 là bằng 7. 2 ta cộng với 7 là bằng 9. 5 ta cộng 2 là bằng 7. 5 ta cộng 4 là bằng 9. 5 ta cộng 1 là bằng 6. 5 ta cộng 5 là bằng 10. Sáu ta cộng 2 là bằng 8. 6 ta cộng 1 là bằng 7. 3 ta cộng 5 là bằng 8. 3 ta cộng 3 là bằng 6. 3 ta cộng 7 là bằng 10. 3 ta cộng 6 là bằng 9. Bảy ta cộng 2 là bằng 9. 1 ta cộng 9 là bằng 10. 4 ta cộng 3 là bằng 7. 6 ta cộng 4 là bằng 10. 8 ta cộng 0 là bằng 8. 2 ta cộng 7 là bằng 9. 9 ta cộng 1 là bằng 10. 3 ta cộng 4 bằng 7. 4 ta cộng 6 bằng 10 bằng 8. 2 4 là 6, 6 1 7. 1 với 7 với 1 là 8, 8 với 1 là 9. 3 cộng 3 là bằng 6, 6 cộng 3 là bằng 9. 2 ta cộng 6 là 8, 8 ta cộng cho 2 là bằng 10. 4 ta cộng 2 là bằng 6, 6 ta cộng 0 cũng bằng 6. 9 ta cộng 0 là bằng 9, 9 cộng 1 là bằng 10. Bài số 3. 2 ta cộng 8 là bằng 10. 9 ta cộng 0 là bằng 9. 3 ta cộng 5 là bằng 8. 0 ta cộng 6 là bằng 6. 2 ta cộng 8 là bằng 10. 3 ta cộng 6 là bằng 9. 7 ta cộng 2 là bằng 9. 4 ta cộng 2 là bằng 6. 6 ta cộng 1 là bằng 7. Bài số 4. Nấu các điểm để có một hình vuông. Một hình vuông thì đơn giản là nối với đây 1.2.3.4 chấm, thì chúng ta bên này cũng 1.2.3.4 chấm nha. Bên này cũng 1.2.3.4 chấm, bên này cũng 1.2.3.4 chấm, bên này cũng 1.2.3.4 chấm nha. Đó là hình vuông. Rồi hình tam giác, ta lấy dưới này 3 4 chấm. Ta sẽ nấu trên này này. Bài này mấy chấm này? 1 2 3 4 5 6. 6 à. 6 ta lấy 5 thôi. Lấy 5. Nè. Này. Nó hình tam giác. Rồi, hai hình vuông. Rồi, ta vẽ một cái hình vuông lớn, rồi vẽ một cái hình vuông nhỏ ở trong. Ta vẽ luôn ở đây luôn cũng được, không sao.
là được hình vuông lớn nữa. Rồi tôi vẽ cái hình vuông nhỏ ở trong, cái hình vuông nhỏ là 1 2 3 ô, 1 2 3 ô, 1 2 3 ô. Như vậy chỗ này chúng ta đã vẽ một hình vuông nhỏ nhỏ trong này. Rồi nó được một hình vuông ở trong, hình vuông nhỏ và hình vuông lớn. Rồi bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Xin chào các em nhé. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo. Xin chào các em.